như Loan, tiểu sử sự nghiệp của nữ hoàng đẹp nhất Paris by Night, đám cưới định mệnh cùng người chồng đại gia, một quyết định đổi đời trên đất Mỹ. Như Loan sinh ngày 20 tháng 4 năm 1981 tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, song thân của cô là người gốc Huế. Năm 1992, gia đình nhà họ Lê ôm giấc mơ Mỹ sang định cư tại thành phố Costa Mesa theo diện HO. Sau khi tốt nghiệp xong phổ thông, cô theo học môn chiết tại một trường luật gần nhà. Khi còn ở Việt Nam, cô chưa bao giờ được học nhạc vì bố mẹ cô không nghĩ tới việc sau này cô sẽ trở thành một ca sĩ. Trong khi cô đã tỏ ra ước mơ điều này, dù nhiều lần họ đã nhìn thấy năng khiếu của con mình khi Như Loan sinh hoạt trong những câu lạc bộ thiếu nhi ở Bảo Lộc. Nhưng một thời gian sau khi ra hải ngoại, song thân Như Loan đã tỏ ra khuyến khích cô trong lĩnh vực ca hát, với một điều kiện là không được lơ là với việc học, nên cô mong muốn làm sao để bố mẹ mình có thể vinh dự xuất hiện trong buổi lễ ra trường của mình là được rồi. Bố mẹ Như Loan sinh đến 6 người con nên gia đình cô khá khó khăn về kinh tế, cũng giống như bao gia đình người Việt khác trên đất Mỹ. Để có cuộc sống đủ đầy hơn chút, Như Loan cũng phải đau đầu khi kiếm một nghề sinh nhai để trang trải học phí. Cô quyết định xin làm người mẫu phụ diễn cho một số tiết mục trình diễn của nghệ sĩ hải ngoại. Ở cái môi trường showbiz hải ngoại, thị phi còn nhiều hơn cả hậu cung. Như Loan đã không ít lần bị hãm hại và hạ bệ, lại đang trong độ tuổi mới lớn ngây ngô. Như Loan chưa biết làm thế nào để có thể chứng minh bản thân, nên tài năng của cô đã bị chôn vùi một thời gian dài. Nhận thấy Như Loan vừa có nhân dáng đẹp, khả năng văn nghệ cũng khá tốt nên một số người từng làm việc với cô đã giới thiệu cô đến với Trung tâm Thúy Nga, sau đó làm người mẫu cho một nhà thiết kế y phục nổi tiếng là Can Vin Hiệp. Ngoài ra cũng phụ diễn và hát bè cho một số tiết mục trên sân khấu Paris by Night. Dù nhiều lần được nghe những lời có cánh mà đồng nghiệp dành cho Như Loan, nhưng bà Marito vẫn không có ấn tượng gì. Trùng hợp, một lần bà được nghe Như Loan hát ngẫu hứng sau bức màn nhung, thấy chất giọng vô cùng lạ, chân thì dài miên man mà giọng thì nho nhỏ dễ thương như giọng trẻ con. Bà thích thú nên mời thử giọng rồi nhận luôn. Chắc một phần lúc đó sân khấu Paris by Night cũng cần một giọng hát có ngoại hình sắc nước hương trời, nên dù không được đánh giá cao về kỹ thuật ca hát, thì Như Loan cũng đủ tố chất để trở thành một ngôi sao triển vọng. Chính bà Marito là người đặt nghệ danh Như Loan cho cô. Tháng 8 năm 2001, Như Loan lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Paris by Night trong cuốn số 62 với chủ đề âm nhạc không biên giới. Tuy nhiên lần đầu của cô lại không được suôn sẻ khi những lời chê bai ngập tràn trên các diễn đàn. Họ nói cô đẹp thì đẹp thật nhưng hát yếu quá, giọng vẫn còn ngọng nghịu vì sang Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ. Những lời công kích đã từng khiến cô có ý định bỏ cuộc, nhất là cô hay bị người ta đem ra so sánh với người này người kia. Giọng hát chưa có kinh nghiệm thì không nói, ngay cả ngoại hình cũng bị soi mói. Khi người ta tôn vinh cô là nữ ca sĩ đẹp nhất hải ngoại, thì không ít người sân si mang lên bàn cân với danh ca Như Quỳnh lúc còn xuân sắc. Cô định thôi hát để theo đuổi về ngành luật và thương mại mà mình được học tại trường lớp. Cô cho biết sẽ cố gắng lấy cho được một giấy phép để có thể tự đứng ra khai thác một cơ sở riêng về tài chính hay bất động sản, vì đầu óc bắt đầu nghĩ nhiều đến việc buôn bán, làm ăn. Phải đến cuốn Paris by Night số 69, khi Như Loan song ca cùng với Bảo Hân trong nhạc phẩm Sunday Buồn, giọng ca của Như Loan mới có thể chiếm được cảm tình của khán giả. Cô đã hóa thân xuất sắc vào một cô gái trẻ đang tâm trạng nhớ nhung người yêu, đôi chút hờn trách vì bị phụ bạc. Suốt thập niên 2000, Như Loan trở thành một trong những nữ ca sĩ trẻ được hâm mộ nhiều nhất, không thua kém gì các tên tuổi lớn của sân khấu Paris by Night như Minh Tuyết, Loan Châu. Người ta mới hết bàn tán về việc cô là ca sĩ có sắc mà không có thanh. Như Loan, nhờ một vóc dáng cao, một khuôn mặt xinh tươi, nét đẹp tự nhiên và cách trang phục trẻ trung và bạo dạn nhưng lại sạch sẽ, đã thật sự chinh phục được một số đông khán giả, phần lớn là giới trẻ. Dù chỉ mới đến với sân khấu và ánh đèn, nhưng cô ca sĩ mang họ Lê đã gây được sự gần gũi với khán giả với lối nói chuyện tự nhiên và sống động. Với vẻ bề ngoài sexy, Như Loan được nhiều đàn ông chú ý, nhưng cô không đặt ra tiêu chuẩn nào cho một nửa đời mình. Nếu người đó đẹp trai một chút cũng tốt, còn nếu không đẹp thì chỉ cần hài hước và thông minh. Tiền bạc và địa vị đối với cô không quan trọng, chỉ cần đủ lo và đủ sống là được. Tiêu chuẩn kể cũng khá dễ, thế mà cô vẫn phải đơn chăn gối chiếc suốt một thời gian dài. Năm 2013, Như Loan bất ngờ thông báo kết hôn với một người đàn ông tên Thành, một Việt kiều đã sang Mỹ từ nhỏ, sống khá kín tiếng, rất phong độ và đẹp trai. Hai người đã tìm hiểu nhau một thời gian dài trước đó, đám cưới chóng vánh và quá bất ngờ, dấy lên nhiều tin đồn không hay về Như Loan. Người thì đồn cô phải cưới chạy do bác sĩ sợ lộ bụng bầu, kẻ thì nói chồng của cô là một người không có tài năng gì, phải sống dựa vào tài chính của Như Loan. Suốt 9 tháng dài sau đó, họ chờ đợi Như Loan sinh em bé để hả hê với suy nghĩ của mình, thế mà mọi thứ vẫn bặt vô âm tín.
nhưng người gái hậu phương chờ chồng từ tiền tuyến trở về. Phải mãi đến năm 2015, Như Loan mới hạ sinh cô con gái đầu lòng. Đầu năm 2017, cô cùng với chồng tiếp tục sinh thêm một bé trai nữa. Người xưa vẫn thường nói, gái một con trông mòn con mắt, nhưng mà Như Loan thì ngoại lệ, dù đã hai lần vượt cạn, Như Loan vẫn thon gọn và trẻ đẹp như con gái mới lớn. Cô chỉ cần can thiệp một chút về dao kéo để tránh khỏi áp lực về việc giữ gìn ngoại hình. Khán giả nào phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra được những thay đổi nhỏ đó. Dù đã bước sang tuổi U50, Như Loan vẫn sở hữu thân hình gọn gàng, số đo 3 vòng chuẩn hơn cả người mẫu. Mỗi khi nhận show các đại nhạc hội, vẫn khiến mấy bà vợ dưới khán đài phải ghen tuông khi thấy chồng mình nghe hát thì ít, mà ngắm cô ca sĩ nóng bỏng trong những vũ đạo điêu đứng lòng người thì nhiều. Một khán giả nam chia sẻ về kỷ niệm đi xem cuốn Paris by Night số 133 cùng vợ. Cả buổi chỉ ngồi lo bấm điện thoại, đến phần trình diễn của Như Loan trong nhạc phẩm Cho Anh Đi Đôi Hôm thì lại tập trung cao độ, theo dõi từng bước di chuyển của Như Loan, đến khi cô đi mất hút vào cánh gà vẫn còn tiếp ngẩn ngơ, hỏi lại vợ xem tí cô này còn diễn tiếp không. Thấy sự khác lạ từ những biểu hiện của chồng, vợ anh hiểu ra vấn đề và đã giận dỗi anh và đuổi anh khỏi nhà Cho Anh Đi Đôi Hôm cho nhớ đời. Từ một kẻ có thù với âm nhạc, mà sau lần biểu diễn đó, anh không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào của Paris by Night. Năm 2022, Như Loan bán ngôi biệt thự trị giá gần 2 triệu đô để chuyển sang một chỗ ở sang trọng hơn. Ban công nhìn xuống biển đẹp hút hồn, ước tính trị giá căn biệt thự mới phải gần 5 triệu đô, người ta mới biết cô giàu như thế nào. Những người ngày xưa thương cảm khi cô lấy phải người chồng mà họ gọi là bất tài, giờ tự nhiên lại thấy xấu hổ. Trước giờ, Như Loan vẫn im lặng khi đối diện với những tin đồn, bởi cuộc sống viên mãn là lời giải thích ngắn gọn nhất dành cho những người không ưa mình. Như Loan nổi tiếng là người giữ chồng kỹ trong làng nhạc hải ngoại. Vì là một doanh nhân khá thành công trên đất Mỹ, nên chồng của Như Loan hầu như không sử dụng mạng xã hội, đôi khi chỉ xuất hiện hiếm hoi trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Từ khi hai vợ chồng về chung một nhà, cuộc sống của họ như sang một trang mới. Dù chồng mình là người giỏi kiếm tiền, nhưng Như Loan cũng không muốn sống quá phụ thuộc vào tài chính của chồng. Cô vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và phụ giúp ông xã trong việc quản lý kinh doanh. Thành quả hiện tại của họ được xem là công sức của cả hai người đoàn kết xây dựng mà có. Theo đánh giá mới nhất vào năm 2024, Như Loan xếp thứ 700 trong bảng xếp hạng các ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Nói Như Loan đẹp nhất trong số những ca sĩ thì hơi quá, vì hiện giờ ở trong nước cũng không ít những ca sĩ đẹp cả gương mặt lẫn hình thể. Thế nhưng nếu nói Như Loan là ca sĩ đẹp nhất Paris by Night thì quả thật không hoa, vì cho đến hiện tại, vẫn chưa thể tìm ra một gương mặt nào có thể ngang hàng với Như Loan. Dù cô đã bước sang tuổi U50 rồi nhưng nhiều ca sĩ trẻ vẫn còn phải thua xa. Đẹp thánh thiện đến mức không thể ghen tị, chỉ có thể xin vía trong âm thầm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe về phần tiểu sử của nữ ca sĩ hải ngoại Như Loan. Nếu muốn gửi những lời muốn nói đến cho thần tượng, hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.